Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn là sửa một cái vỉ điều hòa Daikin. Nó đang bị hiện tượng là bật một quạt nó quay lúc sau đèn báo nguồn này chớp chớp. Lấy đôi một cái gì để lắp vào quạt cho nó phát hiện. Đây lấy dây khít đâu. Cắm vào này. Chờ gì? Cắm vào này thì bắt đầu là đèn báo nguồn sáng này các bạn. Và quạt quay đây. Lắp vào cho dễ nhìn qua đi. Đấy. Quạt quay nhá. Quay gần đây và các bạn nhìn thấy đẩy cái đèn này của mình. Lốc không đóng. Lốc của mình là cái bóng đèn này nhá. Tuột ra rồi. Đau hết. Đây các bạn nhìn này. Nó quay quạt này, quay quạt một lúc quay hai đợt, hai hồi nhá. Quay một hồi sau bắt đầu là quạt dừng này, nó lại quay tiếp một hồi nữa này. Đấy. Hiện tượng của mình là đến nhà khách là cánh bấy của nó đầu tiên nó mở ra, nó quay hai hồi quạt, sau bắt đầu là cánh bấy đóng lại và nó chớp đèn báo nguồn này của mình liên tục này. Đối với dòng này thì các bạn phải bắt buộc phải có quạt mang về thì mới sửa được vỉ nhé các bạn nhé. Hồi này là hồi thứ hai. Đấy các bạn thấy không ạ? Đèn báo nguồn của mình chớp 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 này. Và đồng thời là quạt ngừng quay nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là sửa cái bệnh này. Cái máy này của mình là họ qua thợ sửa rồi nhá. Đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành đo đạc cho các bạn xem. Đầu tiên nhá, mình sẽ đồng hồ về thang đo vôn. Đo vôn. Mình đo này. Cơ đen ở mát này. Cơ đỏ này. Đây là điện áp cấp cơ 7805 này. Điện áp cấp cơ 7805 là được 8,6V. Và điện áp 5V này. Được 4,9V nhá. Đấy, tức là điện áp nguồn 5V cho mình ok nhá. Tiếp tục này. Mình sẽ đo điện áp cảm biến này, các bạn nhìn này, cái con này có hai cảm biến, một con cảm biến dàn lạnh này, à, cảm biến phòng này, và một con cảm biến dàn đồng, dàn lạnh này. Đấy, thì con cảm biến phòng này mình đo này, một đầu được 4,9V này, một đầu đo được 2,45V nha các bạn nhé. Tiếp tục lại đến lượt con cảm biến dàn đồng nhé. Cảm biến dàn đồng thì nó về đây này các bạn. Nó là nằm hai chân này này. Một đầu của nó này cũng được 4,9V. Một đầu của mình đo này được 2,45V nha các bạn nhé. Đấy. Vậy là coi như là đường cảm biến ok nhá. Cảm biến ok. Bây giờ cái hiện tượng đóng lốc này nó có nhiều nguyên nhân. Nhưng mà cái nguyên nhân chính của mình là gồm có một là cảm biến có vấn đề. Đấy, hai là trên đường cảm biến có vấn đề. Khi mình đo điện áp như thế này thì hai bên đường cảm biến của mình là cân nhau rồi thì chứng tỏ là đường cảm biến mình ok nhá. Bây giờ để một chắc chắn một lần nếu mình đo về tận IC luôn cho các bạn xem. Đây là một đường cảm biến dàn đồng này. Đây, đến đây này. Nó được 2,45V nhá. Tiếp tục là một đường đây này. Nó về đây chân này. Cũng được 2,45V nhé. Đấy, tiếp tục này. Qua con điện trở này. Đây. Được 2,45 nhé. Bắt đầu này mình đo về tới IC luôn này. À, chân số 2 của IC này. 2,45V nhé. Vậy là một đường cảm biến từ trên về là ok rồi này. Tiếp tục một con đường cảm biến từ đây về. 2,45V nhé. Tiếp tục này mình đo về đến IC này nhé.
2,447 thì gọi là 45 nhé. Đây, tiếp tục là đo về bên này, đầu bên này, trên chân IC luôn này. Cũng vậy, được 2,447, tức là 2,45V nhé các bạn nhé. Đấy, vậy là đường cảm biến của mình ok. Một nguyên nhân nữa của mình, nó có hai nguyên nhân. Một đấy là đường cảm biến có vấn đề thì gây hiện tượng ngắt lốc nhé. Nhưng mà con này của mình xong rồi. Thì tiếp quạt của mình này. Lúc đầu là mình nói là kiểm tra cảm biến nhé các bạn nhé. Cảm biến mà như thế là cân hết rồi. Như vậy mình đo là cân hết rồi. Nguồn 5V ok rồi này. Cảm biến cân này. Thì bây giờ chỉ còn mỗi quạt thôi các bạn. Đấy. Quạt của mình này, là quạt của mình nó có được là quạt 5 dây. Nên sẽ có một đôi dây để báo về các bạn. Một dây để báo về. Một dây để báo về quạt nhé. Thì quạt này của mình mà không có xung báo về thì nó cũng báo lỗi. Bây giờ mình sẽ rút điện ra thì mình sẽ đo xung cho các bạn xem. Thường dây màu gì dây báo về. À đây, bây giờ mình sẽ đo dây báo về. Đây lúc mình sẽ hướng dẫn. Đây, nó quay cả cái dưới đi. Đây nha. Bây giờ mình sẽ rút điện ra, mình cắm lại cho cái hoặc là mình tắt đi này. Tắt đi này, mình bật lại này. Nhìn quạt quay này. Đi ai. Đây các bạn nhìn này. Bạn nhìn thấy quạt quay không ạ? Quạt quay. Bây giờ các bạn nhìn này. Các bạn nhìn cái dây quạt của mình này, có 3 dây báo về này. Đấy, 3 dây báo về nằm riêng biệt này. Đấy. Còn mấy dây của nó, một số dây, 3 dây của nó là sẽ cấp ăn trực tiếp vào đường 220V này các bạn thấy không? Còn 3 dây này sẽ là ra 3 dây, sẽ có một dây báo về. Một dây mát và một dây nguồn. Thì các bạn nhìn 3 dây của mình này. 3 dây của mình này, chân ngoài cùng này của mình sẽ là chân mát này. Bởi vì mình đo, mình lần nó về chân mát này. Không nhỏ. Đây các bạn nhìn này. Đây mình rút điện cho các bạn xem. Đây, chân này. Chân này của mình sẽ là chân mát này các bạn. Đây nha. Này, đo mát của 7805 này. Chân nhớ của 7805 nó thông về không này. Đấy, đâm ra là mình xác định là chân ngoài cùng với chân mát nhé. Đấy, chân ngoài cùng bên vế bên đối diện nó sẽ là chân nguồn 5V. Đấy, bởi vì các bạn nhìn này, mình sẽ đo thông mạch nó về này. Sẽ về đường nguồn 5V. Xem nào. Nó sẽ ra chân ngoài cùng bên này. Đây các bạn. Đây nó đi về đường 5V này. Đấy. Nó đi về đường nguồn đấy các bạn nhé. Đấy, nó đi về đường nguồn, cũng chả biết hình như nó không phải về 5V đâu. Đi về đường nguồn thôi. Đấy, chân này là chân nguồn nó nhé các bạn nhé. Chân số 1 sẽ là chân nguồn. Và chân còn lại của mình sẽ là chân báo về các bạn. Chân của mình còn lại mình nó sẽ báo về này. Con sẽ đi cấp vào chân B của con bóng này, con Q5 này các bạn. Phóng to lên đi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo. Đo xung báo về nha các bạn nhé. Các bạn vặn đồng hồ về thang đồng hồ oscillo về nấc 2V. Tức là mỗi một cái ô này của mình nó tương ứng với 2V nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ cắm vào cho đo test cho các bạn xem. Đây, cắm vào rồi. Đèn sáng rồi này, quạt này. Đợi cho quạt quay rồi mình kiểm tra xung. Đấy. Đây các bạn nhìn này. Mình sẽ đo vào chân B. Bởi vì từ đây nó hồi về chân B đúng không? Chân B các bạn. Chân B này của mình không có tí xung nào này. Không một tí vô nào luôn. Mà không một tí xung nào. Chứng tỏ là xung từ quạt không chưa về đến đây đúng không? Bây giờ quạt này của mình ý, cái đường xung nó có 3 đường. Một đường mát, một đường nguồn và một đường xung về. Bây giờ mình sẽ đo đường. Mình sẽ đo đường nguồn cấp cho cái quạt, cho cái đường xung quạt đấy. Là nguồn 5V đúng không? À đường nguồn đúng không? Đây, mình đo này. Không có vô nào nữa các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình cái đường này ấy, thì lại lấy được, nó lấy nguồn từ cái đường ngoài này. Đường nguồn phía ngoài này. Chân này nó qua cái điện trở này.
Bây giờ mình sẽ đo chân ngoài nhé. Này các bạn ạ, nó được 12V này. Đấy, đầu bên này có 12V mà đầu bên này không có vôn nào. Thì chứng tỏ là trên đường này đang có vấn đề. Một là quạt có vấn đề, mà hai là trên mạch có vấn đề. Bây giờ mình sẽ muốn biết quạt có vấn đề hay trên mạch thì mình rút cái dây ra. Rút cái dây ra. Đấy. Bây giờ mình sẽ đo lại cái chân này. Đo lại chân này, bây giờ mình cắm điện nhé. Đấy, vẫn không có vôn nào. Bây giờ mình cắm điện vào rồi vẫn không có vôn nào. Đấy, không có tí vôn nào. Phóng nhỏ này. Đấy, đây mặc dù quạt quay này. Không tí vôn nào nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành rút ra. Mình kiểm tra. Lần lượt đi. Đây các bạn nhìn này. Trên cái đường nguồn nuôi cho cái quạt 5 giây mình nó có một con Jenner này các bạn. Một kim này. Bây giờ mình kiểm tra xem con Jenner chết không. Đây các bạn nhé. Đây con Jenner của mình này, mình sẽ đo 2 chiều. Các bạn nhìn thấy ạ, con Jenner thông về không này. Đảo chiều lại này. Đấy. Có thông về không này các bạn. Đó chứng tỏ là Jenner chết nhé. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem Jenner bao nhiêu vôn. Con này là 6,8V các bạn nhé. Diod Jenner 6,8V. Đấy. Mà đường nguồn nó đầu vào là nguồn 12V các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay con Jenner này. Con Jenner này theo nguyên tắc của nó thì là các bạn có thể là bỏ được nhé. Con này là bỏ được bởi vì là con Jenner này nó làm nó lấy nguồn nuôi cho cái con quạt này thôi. Lấy nguồn nuôi cho quạt thôi, bạn có thể bỏ được con Jenner đấy. Nhưng mà vì lý do là bây giờ quạt của máy của mình vẫn chưa chạy nên mình phải thay vào để mình cho chắc chắn nhé. Nhiều con ấy, con đấy bạn bỏ đi nó sẽ chạy được. Tốt nhất là các bạn là gặp con nào thì các bạn thay con đấy nhé. Con đấy là 6,8V thôi. Mình thì mình không có con 6,8 các bạn. Mình thay bằng con 8,2 nhé. Đây mình thay bằng con 8,2. Đây là chân dương của nó này, ổn áp này. Chân dương vào đây này. Chân này chân mát đúng không? Bây giờ mình sẽ đặt vào. Thay đúng chiều nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ găm tạm đây trước đấy các bạn. Mình găm tạm đây để mình cho chạy. Nếu mà trường hợp mà nó có vấn đề gì đấy thì mình lúc nào chạy xong rồi ấy, nếu mà lắp vào mà thay con này mà chạy luôn ấy, thì mình sẽ tiến hành mình đóng máy. Mình sẽ đưa lên trên. Bây giờ mình cắm cái này vào đây để mình kiểm tra xung thôi. Đây là một cái bệnh điều hòa tương đối khó nha các bạn nhé. Bởi vì mình đã nhận lại của thợ rồi. Con Jenner này mình hoàn toàn thể bỏ nha các bạn nhé. Lúc đó mình sẽ làm clip, nếu mà sửa xong mình sẽ làm clip mình bỏ cho các bạn xem thử. Đấy, các bạn nhìn này. Bây giờ mình sẽ dùng đồng hồ điện sóng để mình đo lại điện áp ở vị trí đấy xem bao nhiêu vôn rồi nhé. Lúc vừa rồi đây này, điện áp đây này mất này. Đầu bên này có 12, đầu này mất đúng không? Bây giờ mình sẽ cắm vào rồi mình đo.
Đây là mình sẽ đo này. Các bạn thấy không? 12V này. Đấy, bây giờ mình sẽ đo đầu bên kia. Đấy, được 7,3V các bạn. Đấy, vậy là có nguồn rồi nhá. Quạt có nguồn rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình chỉnh 2V. Đây quạt quay nhá, bây giờ quay dưới này. Đây. 2V để mình đo xung về báo về. Xung báo về là chân giữa đúng không? Các bạn nhìn chân giữa này nó nối đưa nó đưa chân B con này. Cũng không có vô nào các bạn ạ. Cũng không có vô nào. À quên. Nó không có vô nào, đúng rồi. À, mình chưa cắm cái rắc này, nó chưa báo về này, nên không có vô nào này. Đấy, bây giờ mình cắm vào cái. Đấy. Giờ mình sẽ đo, cắm vào mình đo. Đây, để xem quạt quay đi. À, để quạt quay thì mình có xung. Rồi, bây giờ mình đo đây trước đi. Nó về chân B các bạn. Đây quạt quay rồi nhá. Đây. Đấy, bây giờ mình sẽ thế này, mình đo xung quạt. Xung báo về. Đây các bạn ạ. Bây giờ xung quạt của mình được 0,8V. Đây. Bình thường ấy, bình thường là con quạt này của mình ấy, đây các bạn nhìn 0,8 này. Bình thường cái xung quạt con này được hơn 4V các bạn nhé. Bình thường nó phải được hơn 4V. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành, mình cứ để ý xem nó có chạy không nhỉ. Nếu mà trường hợp chạy thì cứ để nguyên cho nó chạy, còn không chạy mình phải đi tìm bệnh tiếp nhé. Bởi vì thường thường là con quạt này nó, đây các bạn nhìn này, nó lại ngừng này. Đây mình sẽ tiến hành tắt điện đi xem nó chạy không. Nếu mà chạy là bóng đèn ở ngoài mình thì sẽ sáng. Này nó chạy một hồi hai này. Bình thường là xung quạt của mình sẽ được khoảng độ 4,5V ấy. Xung thì là xung vuông rồi, con này có xung vuông về rồi, đây các bạn nhìn này. Xung vuông đã về dưới nơi rồi. Nhưng mà, đây các bạn nhìn này. Nhưng mà được có 0,5V thôi. Xung này bình thường nó phải cao hơn. Đây có xung vuông rồi nha các bạn nhé. Mình vặn đồng hồ về 1V này, đất này 1V. Đấy các bạn. Xung nó rất yếu, đây này. Xung là cái đỉnh. Đấy các bạn nhá. Nó vẫn nháy như lúc đầu nhá. Vẫn nháy như lúc đầu luôn. Nó vẫn nháy như lúc đầu luôn. Thế thành ra là mình xác định là con này nó vẫn còn đang bị liên quan đến đường xung quạt nha các bạn nhé. Xung quạt nó vẫn đang có vấn đề. Bây giờ mình tiến hành mình đo. Đây, mình lấy đồng hồ mình đo nhá. Que đen thì bạn vẫn giữ mát nhé. Đây các bạn nhìn này. Xung quạt của mình này. Chân C của con này này. Mình lúc đấy là mình đo ở đây điện áp đây là còn có 0,5V, 0,8V đúng không? 0,8V. 0,8V. Bây giờ mình sẽ đo đây là 0,8V này. Mà con này nó ăn một con điện trở qua bên này. Đường này là đường 5V, mình đo đường 5V này. Nguồn đường 5V đủ này các bạn. Đấy, mà đường 5V đủ mà cái con mà cái đường xung báo về vi xử lý này được có 0,8V thôi. Mặc dù xung quạt đã về rồi nhá, nhưng mà được có 0,8V tức là xung quạt về yếu. Đấy thì bây giờ tức là xung quạt về thì đủ rồi nhưng mà điện áp về thì yếu. Nên con này nó vẫn báo lỗi quạt. Thế bây giờ mình tiến hành rút điện nha. Rút điện nha. Mình kiểm tra trên đường này. Đây, trên đường này nó chỉ có hai con linh kiện các bạn. Một con phóng to đi. Cho sát lại. Đấy. Trên đường này có hai con linh kiện, một con trở này. Con trở cấp nguồn cho đường đấy và một con tụ gốm. Tụ này là C31 này, con tụ này là tụ 102 này. Đấy, nó làm giống con điện trở. Bây giờ mình sẽ tiến hành là mình tách con điện trở này, tách con tụ điện này ra. Bởi con tụ này nối mát mà. Mình tách ra xem điện áp trên này có đủ không nha. Đây, mình sẽ tiến hành mình tách con tụ này ra nha. Tách con tụ trên đường xung quạt ra. Bây giờ mình sẽ cắm điện mình test lại xem là xung nó về đủ chưa. À, vôn nó về đủ chưa nhé. Đấy, lúc đấy mình đo là 1V nó chỉ lên được một tí thế này đúng không ạ. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo này. Mình cắm điện nha. Đây, kiểm tra quạt đi. Đâu quạt quay đi. Bắt đầu quạt quay, bắt đầu mình đo. Đấy, rồi bây giờ mình đo này. Đây, cái chân này là chân mình vừa mới nhấc ra này. Hai con này. Đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo vào đây, xung quạt đây, chân B trước này.
chân B này được 0,4 các bạn, 0,4V nhé, chờ chút đây. Cho nhỏ này. Đấy. Giờ mình đo chân C này nhá, chân C là chân quạt bảo vệ này. Đấy các bạn thấy ạ. Rồi. Đây các bạn nhìn này, được 4,46V này. Bạn thấy chưa? 4,5V này. Đấy. Đây là xung quạt bảo vệ nhá. Bây giờ mình sẽ đo bên này. Đấy. Hiện giờ đang rủ xung nhé các bạn nhá, cho nhỏ đi. Đấy các bạn nhìn này, xung rất là to này. Đấy bây giờ mình đang dùng cái nước là 2V mà xung nó lên được tầm này, tức là 4,46 4,5 mấy V này. Đấy vậy bây giờ là đủ xung quạt nha các bạn nhé. Vậy bây giờ mình kết luận là chết con điện trở con tụ điện này nhá. Con tụ điện này của mình ý, nó đề vạch màu là nâu đen đỏ, tức là 102V, 102 102 nhá, tụ 102. Bây giờ mình cho phóng nhỏ đi. Phóng nhỏ đi. Rồi, phóng nhỏ chút điện ra nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay một con tụ 102V vào nhé các bạn. 102 vào nhé. Thôi rồi, không cần đâu. Nói là được rồi. Này. Đấy các bạn, thay một con tụ này vào nhé. Đấy. Rồi bây giờ cho nhỏ đi. Con điều hòa này là bệnh nó tương đối khó nhé các bạn nhé, nó hỏng. Con Jenner này chết này, con Jenner đấy chết này, khả năng là do con tụ này có vấn đề này, con tụ này có vấn đề nó làm cho sụt nguồn mà chết con Jenner đấy. Rồi bây giờ mình tiến hành mình đánh mạch đi cạnh, sau mình chờ kết quả nha. Bây giờ mình sẽ cắm điện lại để mình đo lại xung quạt nha. Này, bạn để ý quạt này. Bắt đầu quạt quay mình bắt đầu đo. Đấy. Bây giờ mình đo chân C này. Đây, các bạn thấy chưa? Đấy, xung quạt này của mình được hơn 4V này. Đấy, bây giờ mình sẽ lần nó về đến vị xử lý xem được bao nhiêu volt nha. Đây, nó về có điện trở 112 này. Cũng được 4,5V này. Và đồng thời là xung quạt xung vuông nha. Xung vuông. Tiếp tục đo qua bên này. Bên này điện trở vẫn thế. Đây, chân nó về chân nào? Đây nó về chân ngoài cùng này, chân 64 này các bạn. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Về đến IC nha, xung quạt vẫn giữ nguyên này, không có gì thay đổi này. Xung quạt rất ổn định. Hơn 4V và xung vuông 63,8 mấy Hz. Đấy và bây giờ mình chờ xem nào, bao giờ nó đóng, xem nó có lốc đóng lốc không nha các bạn nhé. Đây, cho phóng to này. Đấy, cứ để. Đấy, cứ để. Xem nó đóng lốc không. Con lên. Lên. Anh đẹp. Cái điều mà mình nhìn qua về về nhìn ngay đây. Đấy, vào sâu. Tối tối đấy bạn. Tối cho về sớm nào. Đang làm clip về dạy. Chờ một tí nha, xem lốc có đóng không. Để tắt quạt để tắt đèn để nhìn nhé.
bạn chờ nó tầm khoảng độ 5 phút nhé, 5 phút để đóng lốc. Bình. Đây các bạn, đây là lốc mà mình đóng rồi này. Đây là một cái bệnh khó của máy điều hòa là Daikin nhé. Như vậy là xong rồi.